Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử tân phó thủ tướng chính phủ Lê Thành Long. Ông Lê Thành Long sinh ngày 23 tháng 9 năm 1963, quê quán ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, nay là phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông hiện là phó thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Về giáo dục, ông học trung học phổ thông hệ 10/10. Năm 1982, ông đến Liên Xô học Đại học Tổng hợp Azerbaijan và tốt nghiệp cử nhân luật năm 1987 và tốt nghiệp thạc sĩ luật tại Canada năm 1995. Ông đã bảo vệ luận án tiến sĩ về luật quốc tế tại Nhật Bản. Ông thông thạo tiếng Nga và tiếng Anh. Ông có bằng cao cấp lý luận chính trị. Về sự nghiệp, tháng 11 năm 1987, ông là chuyên viên vụ hợp tác quốc tế thuộc Bộ Tư pháp. Sau nhiều năm công tác đạt nhiều thành tích và giữ nhiều chức vụ quan trọng. Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 3 năm 2014, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng và là Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016, ông Ủy viên Ban Cán sự Đảng và là Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ngày 9 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, ông được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2011 đến 2016 thay ông Hà Hùng Cường. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15, ông được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Ngày 06 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, đồng chí Lê Thành Long được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.